xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta tới xem một cái địa điểm khá là thu hút đối với các bạn trẻ, một cái điểm check-in tại ngoại thành Phú Giáo tỉnh Bình Dương, đó chính là cầu Gãi Phú Giáo, hoặc là còn có tên khác là cầu Gãi Sông Bé. Thì cái chỗ này tôi đang đứng trên quốc ở đây là đường đi T741 và phía trước là cầu Phước Hòa. Thì để đến địa điểm này nhiều bạn không biết là tới như thế nào, thì bây giờ hai ta hãy xem nhé. Chỗ này trước cái cầu Phước Hòa khoảng 200m thôi, nó có một cái con đường phía bên phải và ở đây có một cái bảng phía trước kìa, di tích lịch sử cách mạng cầu Sông Bé vào 200m. Và cái chỗ này là cái chỗ mà đứt quãng của cái lan can bảo vệ đường, chỗ này nó hở ra một chút để ta đi xuống đó, trước cái cầu Sông Bé tí xíu thôi. Hôm trước thì cái cầu này chỉ là cái điểm thu hút nhiều người tới để tham quan, rồi cũng là một cái địa điểm đóng một bộ phim nổi tiếng, nhưng mà hôm nay thì nó trở thành di tích lịch sử cách mạng. Bây giờ ta hãy vào trong để xem nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ lái xe đi xuống con đường này, con đường để dẫn vô cầu Sông Bé. Bên kia là đường DT741, ở đây là cái bảng hướng dẫn, và đây là con đường để đi vào. Đường này trước kia nó là đường nhựa rất là tốt, nhưng mà bây giờ thì nó xấu như thế này rồi. Còn cái lan can bảo vệ này thì hình như là cơ quan chức năng mới lắp khi mà địa điểm này được công nhận là di tích lịch sử. Cái cầu này thì nằm lọt thỏm trong lô cao su và không khí ở đây khá là mát, trong khi ở ngoài đường kia thì nắng rất gay gắt, mặc dù bây giờ là buổi trưa. Và tôi thấy đằng kia thì có khá nhiều bạn trẻ tới đây để tụ tập vui chơi ở một cái địa điểm khá là nổi tiếng. Và bây giờ ta xem qua cái cầu này nha. Nó thì kết cấu cái cầu là cái phong cách của người Pháp. Và cái phong cách này thì được xây dựng ở nhiều địa điểm ở Việt Nam, đó là cầu Cây Lậy, cầu Bến Chùa, rồi nhiều cái cầu khác trên quốc lộ 1A. Còn riêng trên đường DT741 thì tôi chỉ thấy có mỗi cái cầu này thôi. Và hôm nay là ngày Chủ nhật cho nên rất nhiều bạn trẻ tập trung ở đằng kia. Còn cái lan can này thì hôm trước nó đã hỏng nhiều đoạn, nhưng mà hôm nay thì người ta đã vừa xây dựng lại. Bên dưới là con Sông Bé sâu hun hút, các bạn xem. Các bạn thấy ngay cái đầu cầu này hôm trước là chưa có cái lan can lắp để chắn ngang, nhưng mà hôm nay có thể là để bảo đảm an toàn thì cơ quan chức năng người ta đã lắp cái lan can chắn ngang cái vị trí này rồi. Nếu như lỡ có chạy xe ra đây thì cũng không có rơi xuống được. Và không chỉ nữa cầu bên này, và nửa cầu bên kia thì cũng tương tự như vậy, cũng đã được lắp lan can để bảo đảm an toàn. Và vị trí này thì là một cái vị trí nổi tiếng, đã từng có một bộ phim nổi tiếng trên truyền hình đã được lấy bối cảnh ở đây. Người ta đóng cái cảnh mà rơi xuống sông chỗ này, nhưng mà thật sự chỗ này nó có những cái tảng bê tông rất là nguy hiểm. Rồi có một cái tật xấu cố hữu của người Việt Nam, đó là viết chữ lên di tích, và đây là một trường hợp như thế.
Và cái trường hợp này thì các cơ quan chức năng người ta đã dùng xi măng để bôi những cái vị trí cũ, nhưng mà những cái chữ mới cũng vừa được các bạn trẻ viết lên đây. Cái này nó trở thành một căn bệnh trầm kha rồi, không chỉ di tích này mà các di tích khác cũng vậy, kể cả những cái bia ở trong văn miếu Quốc Tử Giám mà trước kia còn bị những cái tình trạng này mà. Ở phía đằng kia là cầu Phước Hòa, cây cầu hiện hữu trên DT741, con đường chính để đi lên Tây Nguyên, để đi Đồng Xoài từ thành phố Hồ Chí Minh.